Trận đấu ở quân 62 gian với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, đoàn thể thi đấu quân đỏ gặp Phạm Thị Thúy Hà. Trận đấu bắt đầu. Công bố kết quả với tỷ số cách biệt 10-0, vận động viên góc đỏ của đội U.A. thắng. Sau trận đấu này, tài Đức Kiên, Ngô Xuân Nam và Phan Thế Kinh Tuấn. Mai vận động viên đứng bình thân của đội có kết quả. Trận đấu này vận động viên Trần Sơn không tham gia thi đấu. Như vậy vận động viên đứng bình thân của đội. Mai.